Làm chị buổi chiều nha. À, em chủ yếu là em lai người về những ngày tiếp theo, khi nào mà em có điều kiện thời gian chút xíu em sẽ lai vào buổi tối chị nha. Bây giờ thì đầu lai em xin giới thiệu về mặt ông. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 2021 nha. Đây là mặt ong của vườn tràm trà sư An Giang của em. Cái mặt ong này á, là anh chị nào mà thích xài mặt ong, mặt ong nó có nhiều tác dụng để cho hỗ trợ cho một cái là dùng thuốc nam có, và đặc biệt là sử dụng trong nhà là cũng có nhiều cái tác dụng tốt. Nhưng mà nó là tốt là chị là ho viêm họng rất là hay, đó là nói thiệt. Còn nói về mà em thường xài ở đây á, thì thường cũng ho viêm họng. Thứ hai nữa là khi mà vô tình mình phỏng nhẹ đó chị, mình sức lên đó, nó cũng không còn phòng dợp nữa, nó mau tan khoảng đó luôn. Đây là trong rừng tràm trà sư An Giang em nha. Cái này là được sản xuất di truyền, công thức kỹ thuật cao, chứ không phải là bắt ổ về rồi ép bình thường nó sẽ bị chua. Một bị chua, hay như em biết á, nếu mà anh chị mà lấy nước mà ông này ra không đúng, nó sẽ bị chua. Còn đây là có một dây chuyền sản xuất, bữa nay em xin đi lai cái nhà máy luôn, mà không biết có đi được không, tại vì em phải đi qua nhà người ta chèo thuyền á, tại ta làm ở trong cái giữa cái rừng đó, em biết bữa nay em đi được không. Được thì em sẽ lai cho anh chị coi. Lai này sẽ chắc là sau của lai 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 chim luôn đó. Thì em xin nói cho anh chị nghe là đây là mặt ong. Tại sao người ta nói bị chua là do mình dắt á, mình bị sát hoặc là cái gì đó nó rớt vô, nó lên men nó chua đó. Còn này người ta làm là lựa chọn lọc rất là kỹ, đặc biệt là tinh khiết nhất, và mật ong đủ tuổi, đủ chất lượng cho anh chị có thể trải nghiệm và sử dụng lâu dài, chứ không phải là mật ong bắt ngẫu nhiên, dắt cả ngẫu nhiên nha anh chị nha. Có một dây chuyền sản xuất tại khu kiểm lâm rừng tràm trà sư, người trong ngành người ta làm, chứ không phải là người dân như em đi làm được anh chị nha. Bây giờ em xin giới thiệu vậy thôi. Một chai vậy là 180 là nửa lít nha. Và anh chị mua một cái lít đó, này là nửa lít nha. Còn một lít đó thì nó là 350. Anh chị nào muốn mua thì cứ gọi lên shop like cho em. Đây là hàng có chất lượng và được ở trong cái khu vực rừng tràm đó, ta nuôi người ta dắt ra, chứ không phải là đi dắt đầu này đầu kia trong rừng lấy ra, là không có. Được nuôi thiên nhiên, tức là nó sẽ hút mật từ những cây tràm nên nó sẽ có mùi hương tràm. Thế em biết là nó có mùi hương tràm lắm. Trời, nó có hơi, cái này có hơi lắm. Nói chung là mật ong này là cũng gắt lắm. Anh chị nào mà biết xài thì mua đi, em bảo đảm chị là hàng này là được gửi đi rất là nhiều tỉnh trong nước. Mà do là em bác sĩ, còn em bán lẻ, còn người ta đã bác sĩ mà, người ta bỏ sĩ mà, người ta có bán lẻ cho em đâu, có em bán lẻ. Rồi, một chai vậy là 180 nữa lít nha anh chị, mua một lít thì 350, bao giá cho anh chị luôn. Mấy ngày nay cũng hình như cũng hết hơi. Xong tiếp theo là dĩa của dĩa Việt Nam nha. Cái này là dĩa xưa, dĩa cảnh. Em mua hình như cũng 100 mấy anh chị, em bán cho anh chị là bữa hôm bán tới 200, bữa nay bán cho anh chị 170 nha. Em mua hình như cũng 150 gì á, mà là 20.000 đó, nó thiệt luôn á. Tại dĩa này dĩa cảnh nó mất tiền hơn là dĩa trơn. Đường kính dĩa là 19 phân. Anh chị nào mua thì mua, em có 4-5 cái à. Cái nó không đẹp, lành tích chị nha, lành tích nha. Đây là dĩa xưa, em bán như dòng dĩa cảnh với con gà thôi, còn mấy dĩa mà không đẹp thì không bán đâu, rất là nhiều kìa, rất là nhiều luôn mà em không có bán chị nha, nó có đẹp. 170 cho em nha, mã đầu tiên. Anh chị mua số lượng thì em có 4 cái, anh chị mua 1 cái thì mua 2 cái, mua 3 cái thì mua nha. Số 1 011 001 170 cho em 1 cái nha, em bán như là em mua 170, 150 chứ tính tiền gói ghém ship về nữa. À, đẹp. Dĩa này của Việt Nam xưa nha, nhưng mà nó có tuổi đời khoảng gần 100 năm, nó cũng 60-70 năm, 80 năm gì đó. 001. Em có 4 cái nha, em lựa được 4 cái đẹp nè. Còn mấy cái kia là nóng đẹp nó không bán. Em được 4 cái đẹp. Tiếp theo em có trồng dĩa lam này đẹp quá. Nó nguyên trồng luôn nè, đẹp quá, lam hết. Chốt cho em một trồng dĩa này lam phun luôn chị nha. Bắt giác tròn nè, cái con cặp chim nè anh chị. Phun dĩa leo nè. Ủa cái dĩa này đẹp quá chị ạ. Con dĩa nó nhỏ mà đẹp quá. Anh chị chốt em này là 220 nha chị nha, 220 cho em. Có tổng 2, 4, 6, 7 cái, 220 cho em, 7 cái.
ai thích trồng lam xưa, phun lam thì chốt cho em, không không tha. Này đồ đẹp đẹp luôn. Nào nó khác khác combo cho nó dễ hơn. Đập vào cái khen nha. Giờ chốt cặp này em là 120. Con bóng vàng với này 119 23 nha, 120. Hai cái cái bự cái nhỏ 19 cái 23 anh chị nha, 120 cho em. Nhật nha chị nha. 003. 003 120 cho em. Tiếp theo cặp này đẹp nè, cặp này đi vớt trời, cái cặp lam phun là đẹp quá. Này cốt rất là dày nha anh chị, cầm rất là đầm tay. Chị chú em 110 nha. 110 cho em. 110 chị nha, 110 005. 005 dày cốt nha, hai cái đều dày cốt chị nha. Dày cốt hết á, ngổn ngang luôn. 004 3 da rồi. Cặp này là dòng bông bông hoa xưa nè, viền vàng nha, có thời gian 80k. 004 80k 004. Rồi cái bờ này đẹp quá. Bờ này đẹp quá anh chị ơi, nhỏ nha. Bị bánh trồng đá nè, mình đã xưa mình chị không. Đẹp quá, trời ơi, còn đẹp ác anh chị. Đẹp không à. 150 cho em vậy nha. Một bộ nó 150 cho em. 006 150. Nói chung là dùng lam đẹp không lam không. Này đầu gì đẹp ghê anh chị. 006. Đồ gì đẹp nhất nắp luôn. Cái tô này có hai cái nha. Cái tô đẹp quá chú Tiểu, đẹp quá. Anh chị chốt chú Tiểu cho em tô này nha anh chị. 120 anh chị nha, 120. Một cái tô 120 rất là to anh chị nha. Cái tô này bắt 150 cũng được, 120 đó. 20. 28 chị nha, 28 phần. 007. À. Dày lắm nha, cốt dày lắm. Cái này có 150 mà mấy 120 cũng được. Em có hai cái chú Tiểu nha. Em có cặp gầm, cái tô gầm nữa theo nè. Tô này cũng to lắm chị nha. Tô gầm này cũng xưa lắm nè. Cũng cốt dày nha. Chôn cốt rất đẹp. Có thời gian 19 phân. Đây là 90 chị nha. Vậy này 90. Tô 90. 008. Một tô gầm gầm khác nha anh chị nha. Cũng con gầm, gầm nó có màu hơn nè. Nó cũng vậy đó, 90 luôn. Cũng to y chang nhau mà mỏng hơn chút xíu, nhưng mà cái con rồng này nó có màu. 009 90 tiếp theo. Rồi, có gì ạ? Ai da. Bây giờ đi chặt đi kìa. Cái ba cái dĩa lưới lên chị. Cái tay dĩa lưới bữa em bán nhiên quên mẹ luôn chị nha. Nhớ là 200 cái gì? 200. Ba này 200 chị nha, 200 ba dĩa lưới này cũng to lắm, dòng xương. Đẹp lắm, lưới đẹp lắm. Chữ ký nghệ nhân có luôn, cốt cũng rất là dày, không có kỹ. Này là dày lắm nè, cái này mới xịn nè, cái này xịn lắm, 200k, ba cái này rẻ. 010, 200k. Tiếp theo, 108 cho em 3 cái nha, 108 3 cái cho em, cái có 60 chị ơi. 23 phân, dòng bông hoa rất đẹp, có 3 cái giống nhau. 011 108. Ba cái này rất đẹp nha chị nha. Chị thích bông xưa thì lấy này cho em. Làm dĩa này là cây những người đánh được. Bây giờ mở này. Có 5 cái nha anh chị nha, chị chú em là 90k, 011, 015 chứ lộn. 015, 90k, 5 cái nha anh chị nha, xin khoe từng cái cho. Đây là 015 này đúng không? Cái cặp này đẹp nè. Này đi, 015, 3 cái gì nữa, 012 à. Quay đầu lại sao đâu. 90k, 4 cái. Chị quay đầu là chiến bình thường. Còn mang hát qua bên này em đau hầm luôn rồi. Em có 5 cái giống nhau anh chị nha. 200k cho em. Chuyện trò đủ. Sao có cái này nó đẹp cái gì ta. Cái này nó không giống nhau cái gì, cái này nó đã xanh đẹp cái gì.
200k cho em 5 cái, giá cũng rất là yêu thương. 012 200k. Coi mã số đúng không chị nha, em bị gớt số bay tới lui và nó không đúng chính xác. 5 cái nha anh chị, đẹp lắm. 16 phân 012. Tưởng là mới đây bay tới 15 16 chứ. Em đi với tài thiên thắng đi anh chị. Em tập lại lên đi em. Dành với tôi nè. Tập đẹp quá. Tập đẹp ghê á. Dòng da ba nít cô da ba anh chị, cái dòng này là lam phun lam xanh luôn. 23 phân. Anh chị chốt cặp này là 150 nha anh chị nha. 013 150. Cái dựng này nó chân mình đẹp. 015 150 cô. Mặt ong thì chị mua cứ gọi nha. Em đây là lấy hàng là chuẩn cho anh chị xài luôn á, giá là bao giá cho. Giá nào cũng có trên mặt ong hết trơn, nhưng cái giá em đưa ra thì là giá chuẩn nhất. Giá này thị trường nó dao động là 400, 400 mấy không đó. Tại vì đây là em lấy từ cái nơi sản xuất mật ong ra, không phải là bình thường là những người đi bắt ở ngoài đường nọ. Nhiều khi mật ong nó cũng có mang tính chất là một cái nghệ thuật người ta làm ra nữa đó. Tại sao có nãy có một số anh kinh điện em nói sao nó chua đó, có chua là do mình dắt cái con nó ba gớt vô và dắt không đúng kỹ thuật nó bị chua nha. Còn cái này là ta qua quy trình nói chung là làm ra mật ong máy móc rồi nuôi nó thiên nhiên, tuy rằng nó là nuôi nhưng mà nó là thuộc thiên nhiên chứ không phải là nuôi giống như bình thường. Cái khu vực nuôi nó cũng phải đúng khu vực nuôi, giống như là ở nơi đó là có nhiều rừng cây hoặc là hoa, hoa là chủ đạo. Nói chung là nếu mà mật ong trên núi á thì nó có mùi trên núi, giống như là hoa trên núi, các loại hoa là gọi mật ong rừng. Còn đây mật ong rừng tràm là nó thuộc dòng ở trong cái khu vực rừng tràm, nó sẽ hút mật ở trên cái hoa tràm là chính đó. Dĩa nghề xưa nó nành từ ba dĩa niềm nó đẹp quá à. Nó là marumi china, marumi xưa nè, những màu ai khách cổ cổ quái đấy này được. Anh chị chết mà 250 nha, 250 mới được ba cái anh chị ơi. Giờ mà dòng nghệ thuật đó, thấy cái bông đó anh chị thấy một ăn tiền ha. 250 014 ra. Còn đây là tô nè, tô cái 115 nè, anh chị mua mấy cái comment cho em. Đây là tô Ấn Độ nha anh chị nha, đang chị quay kỹ cái này nha. Công về cho anh chị đi chợt lên hình thấy giống giống. Đây là made in India nha, đây của Ấn Độ, được sản xuất tại Ấn Độ, nói chung hình như của thằng Tây Ban Nha gì á, xuất qua Ấn Độ. Đây là tô to nha, 115.000 cái, anh chị chốt mấy cái hiện đó. 20 phân, chiều cao là 10 phân gì nha, chốt mấy cái thì mẹ em còn có 19 cái đó. Chốt một chốt đi cho em. Dễ đẹp cái gì cho em. Ồ, cái này cũng đẹp quá anh chị ơi, cặp này đẹp quá. Đẹp ghê luôn, da ban gì nha, da ban luôn. 20 phân, chốt kem dĩnh này là 80k. Dễ đẹp quá. Đẹp lắm, trắng mà đẹp. Sáng ngóc rồi chứ không. 20 phân, 80k. Một cái dĩnh này còn đẹp ác nha anh chị. Chốt em là tiếp theo nha, số 19 phân. 80k tiếp theo luôn, 017. Chốt 017 nha, 80k. Dĩa hoa mặt trời nào bữa bán nhiêu chị Giang? Nhiêu? Không, phải không? Trăm rưỡi là rẻ lắm luôn. Đây, một cái dĩa tiếp theo là 27 phần trăm rưỡi. Số máy gì nè, số máy gì? Bên đây chốt đơn cho ảnh mà ok chưa? Ừ, 150 anh điện sáng chút đơn nhanh. 18 nha, 018 150. Con này là cái cây trà được mà anh chị có thể chưng cái gì trái cây cái đẹp mà nó phải dày dặn nha. Cái củ nữa. Cái này hải tình nè. Lên mới hải tình ta trời. Cho anh Hải La có tôi coi. Ngày này cái mùa ngón luôn. Anh lên cho anh Hải La có em coi. Em có một chồng dĩa tinh anh chị chốt em là 80 nha anh chị nha, 80 khoa lê không à, có 5 cái nè, 80 hình như là không có giống nhau, 2 cái 3 cái gì nữa, nói chung là 5 cái đó 80 đó. 019 80, đường kính 13-14 phân nha, chúng ta mất liền luôn, họ đi đó rồi. Cái này đẹp nè, ba cái chén này đẹp đó, ba chén này đẹp nha.
Đấy, ba cái này 60k che mạ 020. Và cái chén nước mắm này ly cũng được 0208 60k. Chồng này sao bị rớt kìa, cái chồng này chồng nước mắm đẹp mà. Như cũng có 60 à. 60 tiếp theo. Xong 21. Bốn cái nha chị nha, đẹp. Em mà giữa mà nè. Tại em có anh đó, anh mê thủy tinh lắm, lên anh me ngày nào cũng số số vậy. Có dễ quá trời đẹp rồi, cái này là chị Lan Chi Lê á, thì thích lắm nè, mà anh đang like, em like à, chỉ cần coi em ngủ thấy gì rồi. Thêm ba phân chị nha. Chỉ là 100k cho em. 23 phân bao đẹp luôn, bao mới luôn, không tì vết luôn chị. Không chạy xước mà cái xứ men nó rất đẹp. Hiệu hoa luôn nè chị, hoa cúc luôn nè chị. Rất là đẹp, 022 100k. Ba cái hay hai cái, hai cái à. Cặp này là phun lam luôn, chữ chị đầy đủ luôn. 13 phân anh chị nha. Chị chốt em là 100k cho em. 023 hai cái này đẹp. 100k dĩa gì sao lầm. 023 100k. Cặp dĩa đẹp á. Chốt em cặp dĩa luôn anh nha. 110 024 dĩa là đẹp mà nhìn màu cũng xưa. 23 phân đa phần ở dòng dĩa 23 phân đẹp nè. Mấy cái xước xước em nghĩ bán rồi em kèm em xài hết luôn. Có bộ dĩa đẹp quá, bộ gấm đẹp quá chị. À, thích bộ gấm này thì kèm em kèm. 5 cái luôn nè. Đây là 5 cái luôn trời. 23 phân nha, bộ gấm này anh chị chốt đây. Bộ gấm này là có 5 cái, chị chốt em là 400k nha. 400k. 5 cái bộ gấm này trắng đẹp lắm, nhìn nó là gấm. Còn nó trắng nhưng nó đẹp lắm. Trắng mà đẹp lắm nha. Có thương hiệu nè. Lê gì lô gì ghê dữ nữa. Chung mà China Japan có chứ, lấy ghi. Rồi 400k có 5 cái nha anh chị. Bây giờ nặng quá gì vậy? Cú. Hai cái mấy ba tí đó hơi dễ rồi. Một bộ dĩa lam này rất đẹp. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Chà mẹ ơi. Cái đầu lẻ lòi trời. 5 cái, 6 cái, 7 cái. Trời 7 cái lam đẹp quá. Đây là dĩa tiêu được, dĩa ly cũng được. Một đi làm nữa vậy. Chốt em chị nha, 150 cho em. Có 7 cái cũng rẻ. 150 cho em. Nghe nè, đang quay. Đang quay ngủ vậy? Ừ. Ê, bà thấy em gửi tin nhắn qua cho bà cái lô gớm chưa? Chưa, chứ gì? Mã tin nhắn coi cái lô đó là bà bạn mới gửi qua 12 triệu đó, kiểm trên cái lô đồ đó giùm em bán ra ok không? Nhìn đồ cho em cái đi. Ra được. Đâu coi đi gửi. Như được rồi. Được, tắt đi được rồi. Mà câu chưa? Chán kiếm lô vậy cho chị lô đi rồi, tắt được. Dạ mà gửi vô cũng đâu phải dễ đâu anh chị, đường về đi nó rất là khó khăn. Dạ cái này món 12 triệu là được rồi. Em chị nha, hai cái dĩa, hai cái tay ha, cưng không? Hai dĩa hai tay đúng không? Hai hoa hồng luôn. Nó tới trăm mấy thằng chị ơi, em chốt chị 100k nha. Chơi tới bến Ninh Kiều 027 100k. 19 10 19 nha anh chị nha. Em thấy hôm nay nó rõ lắm mà nhiều người hỏi em nghĩ gì á. Nè, đây một cái cây mai mà cây mai mà mai xưa á, mai mà lâu năm á, nó cổ thụ nè anh chị, trong đồng luôn. 80k. 028. 13 4 chị nha. 80k. Cây mai trong lòng nó dày lắm chị, nó dày giống như là miếng thịt ba rọi vậy đó chị. 028. Cần hết đồ nhà em muốn bắt cái gì. Ba cái tiểu nó vô duyên làm hoài luôn rồi. Nhiều cái em quay á, em còn tự mắc cười á đó chị, thôi chạy đi. Đây nha, lờ xuống luôn nha, cái này anh xuống rồi đó.
100k cho em 16 phân ba dĩa chú Tiểu, 100k cho em chuẩn bị về bình trà chú Tiểu nên chữ này là có giá trị lắm á. Thôi cả đi ai duyên hôm nay mua nó nha chị nha, xong 29 100k và bình trà chú Tiểu đó mới dễ thương. Ăn gì quê quế quế này là cái đẹp chết rồi, lại chơi gì mấy con cá đây có một trời sao mà đẹp cái vậy, có ba cái giống nhau, bà nó giống nhau nữa anh chị, ba giống nhau nha anh chị nha, nhỏ và xinh xinh nha anh chị, dày cố đó nha, nó giỡn đâu nha, 12-13 phân rồi nha anh chị, chốt cho em là giá cũng khá là căng, 100k cho em, giá này đúng là trăm mấy thôi anh chị ơi, nặng lắm nó dày lắm nha, 030 rồi hái này nó lẻ lo nó giờ là cứ lụm hoài được hai cái không, được hai bà 60k cho em, 031 phun lam chị nha. Chào bà ơi, đâu ra bà nữa mấy chị. Ủa chữ mày chữ gì vậy, chữ nhất chữ hạnh gì á, cái cốt thì cốt chợ đóng này, trời cái này đẹp quá anh chị ơi, làm nghệ thuật có hoàn cảnh này cũng đẹp nè, cái này của thằng anh En Lan luôn nè, cái này có dưới En Lan chị, hai cái này đẹp một. Nói chung bán 90 thôi, 90k cho cặp này nha chị nghe, nhỏ xíu rồi nhưng mà đẹp lắm, có hàng của anh, cái này của thằng Nhật đó, anh Nhật ghép lại 90k, chữ mà chỉ vậy em dịch không được chứ hỉ chứ xong xong hỉ nó thấy thấy rồi trời nó cười nha. Cái này sao sao cái dĩa này mà đẹp dữ lắm luôn á, Noel nè 2021 nè, 2 lấy 1 nó mới có 25 chứ nhìn chị, 27-6 phân 27 phân 120 là hết giá rồi, 120 ai thích dòng châu Âu thì lấy này, 033 này thuộc dòng châu Âu gì nha, của Nhật thuộc châu Âu, của Nhật chứ là mẫu châu Âu, một cái dĩa này rất là dễ thương, rất là sâu lòng luôn, nó giá gốc nó là rất là to, em bán như vậy là 80 nha anh chị nha, 80 không 34 rất là to, 23-24 phân luôn 80, trời ơi tay em xin lẹ tiếp nữa nè, cầm viết là xanh lè, đây là 034 nha, dĩa sạch sẽ đây này, cái này kết hợp với này đây đó, cái này không mẫu đơn đẹp không, hái này bao đẹp luôn, màu màu cũng na ná anh chị, xanh xanh nè, 80k 035 mua cho anh chị gọi cho em nha, nắm tin thì cho em không đọc tới bình luận là cũng hết á, trời cái này không lẽ này bảy chân luôn kỳ quá chị Giang. Cái này đẹp lắm nè, xà cừ nữa nè, dĩa này dĩa đẹp nè, chữ ký nghệ nhân chữ đóng luôn, có cái còn 200 dĩa nữa, 180 nha anh chị, 036 có 5 cái nha, ai mua cái này được là 2 cái 5 chân luôn đó, em cũng thích chân cái này, 5 cái không mua được cái này là chân luôn, chân làm giả luôn anh chị, chân hết làm gì, chân làm giả anh chị, cái này một cái dĩa sâu bự nặng 130 cho em chị nha, nặng lắm 25 phân 130 cho em, 23037 ôi ba cái dĩa xanh lè là đẹp quá, xanh ngọc là đẹp quá, nổi mới ghê chứ, có ba cái này. 100 cho em ba cái anh chị, xong 15 phân luôn, 038 100k có ba cái đủ mười pháp không, này đẹp quá, lại cũng tiền bán luôn, cái hơi này cái đẹp quá anh chị ạ, hộp dĩa phun giấy rồng là đẹp quá, phun luôn anh chị, không có chuyện chứ cái men nó rất là đẹp, quan trọng là nước men đó, nước men nó là ăn tiền đó, nước men thời gian cũng là 20 phân 107 cho em gì nha, 039 chủ yếu là nước men thời gian thì cái này là có tuổi thọ đó nè, cái đường men rất là đẹp, men nó cũng là quan trọng lắm, 039 107 nha, 140 là gì nhưng mà mấy cái ba bi dĩa đi, mấy cái dĩa này dĩa ra nè, 80k cho em, 040 em lên pháp nha, không đủ 10 pháp nha Giang, Giang này đủ 10 pháp rồi được lên
để cho em đi. 175 là một cái 35.000 nha, cái này là 041. 35.000 cái nè. 18.5 nha. 175. 175 cái 140 vậy người vậy trời, 175 chị nha, có 5 cái. Này của Pháp nha chị nha, có chị ấn nè. 041. 042. Đi chạy chạy hết rồi. Một tiếp theo anh chị nha, cái này 207 cho em, vuông nha, đường kính 18-20, cái này mẫu 20, mẫu 18 dày lắm chị nha. Có thương hiệu đây nè chị. Trắng không đừng thấy gì trên, về nhà gửi, 18 thôi. 207-042. 5 cái chị nha, 5 cái 042, cái này vuông đỉnh lắm, dày nha. Độ dày, này là pháp xưa. Tiếp theo 5 cái tiếp theo. 207 tiếp theo nha, 043. Đây đường kính đó. 22-27 anh chị nha. 043. Tiếp theo. 109 cho em, có 5 cái. 17 phần 109 anh chị nha. Ký mốt yếu đó. 044 109 cho em. Này bự cái mẫu nhỏ. Cái mẫu nhỏ này có tới nè. Nó có hai mẫu nhỏ này lớn. Cái mẫu này cũng đẹp mà dày lắm chị. Ai chơi cái mẫu này cũng đẹp nè. Mẫu này cũng rất là dày, đều có chuyện trò đây hết. Cái mẫu này nó chưa có sử dụng nè. 116.000 cái 216.000 cho em nha, 045. 216 cho em, 045. 216, 045. Bắt giác 200k cho em chị nha, có 5 cái luôn. 19.5, 200k cho em. Ý nó 270 à. 270 đồ 200k trời. 270 đó là ký gửi mà. 270 nha, sorry anh chị nha, 5 cái, bữa hôm là 4 cái nó khác, rồi 5 cái nó khác. Bắt giác nha, 270 cho em, 046 thứ 7 mà 206. 4 cái vuông chị nha, 4 cái vuông to hơn 20 phân. 270 luôn cho em luôn. Chơi luôn 047. 5 cái bự nè. To hơn mà nó mỏng hơn cái nhỏ một chút. 20 nha, cái 18 dày hơn, ai thích dày dày mà cái nó bự hơn. 049 cho em. Chỉ cho là còn 5 cái gì em. Này còn 5 cái nè anh chị. 20 phân luôn. 207 tiếp theo, 048. 207 không trời. Cho mẫu nó nè, cho chín món nè. 049. 107 cho em nha, 049. Có 5 cái chị nghe, nó nhỏ hơn cái nãy, nhỏ hơn. Đều có cái này hết. 15.5, 049. Rồi, 050 luôn. Đây là tô Ấn Độ nha, tô to của Ấn Độ giống như mà xứ giống của Pháp vậy đó. Chất liệu như nhau. 230 cho 2 cái nha chị nha, cái 115.000 chị mua có số lượng nha, còn 19 cái. Rồi, em sẽ kết thúc video đây, anh chị thì gọi trên shop line anh chị nha. Gọi em có thể chúc đơn cho anh chị, chứ nhắn tin cho em nhận cũng được. Anh chị gọi Zalo hoặc trên shop line được nha. Bye.